tưới là như nào. Màn hình máy của chim sẻ gặp Maxi. Soi tham rất nhanh. Đây là bãi quả đầu của game. Úi giời ơi. 3 cây ăn được. Hiêu may có hiêu đầu về sớm. Vâng, đây rồi. Có cộng hưởng bãi quả tìm về sớm. Xem quân lại cái cậu hưởng. Đó, ok. Vâng, phía bên kia đó là Egypt trong tay của game thủ Gandhi này. Sumerian này của game thủ Sang Club. Minoan của Long Ca tức Tú Suất và Tịnh Văn là người được cầm Sumer. Trong khi đó thì phía bên mình Maxi trong tay của game thủ Chim Sẻ. AC Dan của game thủ U98. Còn trận đấu một sẻ là người lên đời không sớm đâu. AC Dan là game thủ U98. Babylon của Văn Hường. Và Thành Lắc là người được cầm Pơ. Một trận đấu mà trên góc 12 giờ chắc chắn rằng sẽ có kẹp sầm dành cho các thành viên của bên phía team dành cho các thành viên của bên phía team Sài Gòn. Bài Babylon đã có hai voi dành cho cậu Hưởng. Vâng, đây là máy tới từ thủ Thành Lắc cầm Pơ. Cậu Hưởng kẹp xăm thì đánh chém thôi. AC Dan của U98 sẽ là đối tượng được ưu tiên trong trận đấu này. Vâng, có lẽ là Thành Lắc sẽ là người đi dâng lờ dành cho game thủ U98, còn chim sẻ nắng sẽ là người sẽ là người đánh kẹp xăm, bởi vì đây là một trận đấu con Maxi là một trong những loại quân có khả năng ôm bom rất tốt mọi người ạ. Nó thứ nhất là quân của chị của Maxi thì không hú được này, EL K lại còn rẻ một nửa so với quân bình thường nữa, một loại ôm bom rất tốt. Vâng, và đây là một trận đấu mà sẻ sẽ người cần phải ôm tốt được nhà ở trên góc 12 giờ. Phải ôm tốt nhà trên góc 12 giờ, còn chín vẫn còn Thành Lắc những người này chém tốt cho game thủ U98. Và 98 những người sóc chờ quân. Tiếp tục là một trận đấu mà chúng ta thì không thể đánh rông dài với đôi bạn được khi mà có Egypt trong tay của game thủ Gandhi. Và đội bạn quân đời 4 của đội bạn là rất tuyển, mình không đánh lâu dài. Mình không thế lâu dài. Vâng, trận đấu này thì có lẽ chúng ta sẽ cùng đến với màn hình máy của Thành Nát. Vâng, 98 là tôi không quan tâm, không quen ông tự bo vào đi. Thế nhưng nhanh. Vâng, ôm một người, vâng, giáo chủ phái bay nhảy. Tôi nghĩ rằng đó là một điều sai lầm nhất của cuộc đời 98 nếu như đồng ý ôm Thành Lắc trong một trận đấu. Vâng, tự bo vào đi. Thành Lắc bảo. Vâng, Thành Lắc vừa chớm quay ra bảo chuyện nào. Không biết. Rất đúng. Vấn đề rằng là trong trận đấu này thì Persian của Thành Lắc đang không phải là quá phũ phàng. Đó mới là điều mà tôi đang rất lo ngại. Không có đồ về trong trận này. Bãi quả cũng là tương đối xa. Bây giờ thì cắt nông dân lên để có thể ăn thêm một bầy hiêu nữa. Vấn đề rằng là Thành Lắc không lên đời quá sớm. Một bầy hiêu 4 anh cho Thành Lắc. Một pha chỉ chuồn rất tốt. Map mình không đẹp lắm đâu nha. 24 dần. Cảm thấy rằng là hơi khê trong trận đấu đầu tiên của C đấu thứ hai. Trong khi đó thì đây là màn hình máy tới được game thủ chim sẻ. Vâng, sẻ đang đi dần lên góc 12 giờ để cùng chờ xem ai sẽ là người kẹp xăm. Vâng, với góc rộng như này tôi nghĩ rằng khả năng kẹp xăm nó sẽ là khoảng 70-80%. Nhưng mà lại không có kẹp trong trận này. À không, ba kẹp. Như vậy là ba kẹp. Vâng, tôi bảo rồi mà. Góc rộng như này mà không có kèm xăm thì bịp. Như vậy là Tú Suất là người cầm Minoan. Tất nhiên là Minoan sẽ là người đánh chém thôi. 24 dần. Cảm tin báo về phía bên kia Summer đầu cánh. Sư tử rất hung hãn. Vâng, giết chết được một nông dân của game thủ Tú Suất rồi. Nhưng mà nó vẫn cắn thêm dân của sư tử. Tí thì vâng, nó vẫn cắn thêm dân của game thủ chim sẻ. Tí nữa thì chết dân. 25 nông dân. Như vậy trận đấu lúc này thì sẻ ra người phải ôm game thủ Tú Suất. Còn Văn Hưởng thì người chém đầu cánh. Vâng, đây là máy của Thành Lắc. Một trận đấu mà Thành Lắc cũng sẽ chỉ kích ở cuối 10 với bài cầm Pơ. Không sớm một tẹo nào cả.
10-50. Vâng, 10-50 dành cho game thủ Thành Nát. Vớ vẩn, 98 thế là người lên đời sớm nhất bản. Vâng, sớm nhất dành cho thành viên của phía team GameTV. 27 nông dân dành cho 98. Vâng, cơ cấu nhà cửa của mình và đánh châu quân trong trận này. 98 chui một cái hông rất nhỏ thôi. Và Thành Lắc sẽ là người chui vào nhà của game thủ 98 để sinh sống. Vâng, trở lại với 98. Cánh bên kia thì vâng, cả hai cánh trong trận đấu này đều quan trọng với nhau. Bởi vì nếu như mà chim sẻ không thể ôm bom được game thủ cầm Minoan thì thế đẩy của thành viên bên phía team Sài Gòn là vô cùng khủng khiếp. Trong trường hợp chim sẻ đánh chết thì nhà của người cầm Minoan trong tay của game thủ tú xuất rồi, thì bên này Thành Lắc cũng là một người là chém tốt đó. Có rất nhiều điều kiện để vâng, có rất nhiều điều kiện nếu như muốn giành được chiến thắng. Nhưng đây là một trận đấu mà vốn không, có lẽ rằng đó là L2. Tôi nghĩ rằng đó là L2. 4 đã có giò rồi. Vâng, làm gì có chuyện có hai U98 ở trong trên cùng một cái trái đất này. Đã lên đời xong dành cho Tịnh Văn. Sumerian 13 một đích lên đời xong nhá, một bài khoảng 10 năm x lên đời bằng với Persian của bên phía bên mình. Hai con voi đàn hoàng dân Sumerian chọc rất lâu chết. Lạc đà chuẩn bị đến rồi. Ăn thêm quả phụ dành cho game thủ Thành Lắc. Bài đang là mượt. Bài đang là có lực chém đấy. Vâng, theo tin báo về là 1-2 cùng góc 9 giờ. Đau đầu rồi đấy. Quá xa. Vâng, đây là máy tới từ game thủ U98. Vâng, bắn cho Sumerian không thể có lực để có thể sóc quân. Bây giờ thì vấn đề đau đầu của các thành viên bên phía team GameV đó là màu 2 và màu 4 cùng đánh cung góc 9 giờ. Khoảng cách là vâng, khoảng cách là tương đối xa. Vâng, trừ phi là những tay chém như kiểu Văn Hưởng có thể làm yếu được một tên. Nếu không thì thế ôm vâng, thế ôm nhau của hai game thủ 1-1 và 1-2 trong trận đấu này là thực sự rất khó để có thể công. Mà đánh đời 4 thì bên mình thì lại yếu hơn đội bạn rất nhiều khi đội bạn sở hữu toàn những loại quân tuyển trong việc đánh đời 4, đó là Aegis và Summer. Hai thằng đứng bắt quân nhá. Vâng, tương đối khó giải quyết. Đây Thành Lắc timeline 27. Màn hình máy của chim sẻ. Vâng, bây giờ thì cần đến chim sẻ thôi. Bây giờ thì chúng ta cần đến chim sẻ. Vâng, phải có y. Chúng ta không thuộc về nhau. Vâng, một tuần chạy dân của Văn Hưởng và giúp cho đối phương phát hiện ra được hai cái y này. Hơi sớm. Y chương 3 cho sẻ ơi. Đang đừng rồi. Vâng, đây là máy tới được game thủ 98. Đánh nhanh màu 4 và đi quân thôi. Trận này không thể đánh thế trận đời 4 đội bạn được. Rất may rằng đội bạn là không có Hitty đấy. Vâng, chứ còn Aegis mà ôm Hitty chắc là quýt luôn mất. Vâng, vẫn Imaxi vẫn nó sẽ vẫn là một cái tạo nên được sự vâng, một sự khác biệt. Rất nhiều dân nhá. Tịnh Văn cũng được khá nhiều dân và Thành Lắc là người phải chăn đấy. Thăm lại là 26. Thành Lắc sẽ là người phải chăn. Đây là 59/72. Vâng, 4A đang bắt đều và tăng A thứ 5 nhanh. Khi mà đã có trận gỗ 2 rồi. Bây giờ thì bắt đầu đi thôi. Vâng, đi ngay trong đêm. Đi ngay trong đêm nay. Cứu nhau có y Maxi. Có y 1-1 là được rồi. Vâng, 64/72. Vâng, màn hình máy tới từ game thủ chim sẻ nào. Bơm hết vàng đi. Rồi rồi, có rồi, có rồi, có rồi. Đợi y nào, đợi y nào, nước sôi đến. Mấy con y này đi chậm thế nhở. Ôi, tham lam mình bị đuổi quá. 98 tham 6x. Nhưng đội bạn là hai nhà to, mình một nhà to, nó khác nhau. Rồi, có lẽ là tuần ô cuối. Niệm cúc cuối. Hãy cùng chờ xem. AC thì cũng là một loại cung tuyển đấy. Y với Y chiêng 3 nó cũng rất khỏe đấy.
Vâng, có bật được tham không? Vâng, theo thông tin báo về là Y đã tới nơi. Di chuyển rất chậm. Vâng, Y này mà là Y Việt Nam thì xin phép nó chạy như điên luôn. Và các bạn cũng biết con chung hành quân thần tốc như nào, bây giờ khoa học vẫn chưa lý giải được. Bây giờ mà Y này nó có tí gọi là bánh xe thôi là ngon. 80/84. Vâng, là bây giờ không, bây giờ Microsoft thiết kế làm sao để cho cùng đờ đèo được Y đi là tốt, là tốt, là tươi. Vẫn phải có cung ở nhà. Không phải là tất tay đi rồi. Ở nhà vẫn phải cẩn thận, cẩn thận để lọt là được. Không nhấp nháy mấy. Rồi, Y đang rất đông dành cho game thủ chim sẻ. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Về mặt lý thuyết là không, vâng, về mặt lý thuyết là không lấy gì để có thể chống được Y Maxi. Cung là Sumerian không phải một loại cung tuyển về mặt vâng, không phải là một loại cung tuyển, còn cung Egypt cũng không phải là một loại quân có thể chống được Y Maxi ở trong trận này. Ai ăn vàng đi, à, có tấn ăn vàng à, hưởng ăn vàng nhiều lên là bơm đồ. Vẫn cần phải hai y đều. Quá đông. Đây là U98. Đúng là về lý thuyết thì đội bạn không đỡ được mình thật. Nhưng đội bạn đang là hai nhà khỏe. 98 đang dồn rất đông quân lên. Vâng, dồn quân lên là được. Và như vậy là 1-1 bắt đầu bay rồi. 1-1 bắt đầu bay đấy. Đào đi, có ai đào vàng đi, hưởng bơm. Bơm vàng, hưởng bơm vàng liên tục trong 1 năm. Cái kia đằng sau kia sẻ ơi. Vâng, những tuần đấu quân mà bên mình đang là ít cung hơn đội bạn là rất nhiều. Khi đội bạn là hai nhà, nhưng bên mình có Y Maxi. Vâng, trận đấu vẫn đang đánh theo kiểu nước rút và nước sôi. Tăng tiếp A dành cho game thủ U98. Cùng The Sumerian thời điểm này có lẽ cũng đã có đầu máu. Rất đông quân của đội bạn. Tham Lai. Vâng, cân nhưng mà là cân, tôi nghĩ là cái cân cân tàu. Cân nhưng mà cân theo kiểu là kẻ 8 lạng người nửa cân. Vâng, nửa cân thì chỉ có 5 lạng thôi. 99/112 dành cho game thủ U98. Như đã nói, khoảng cách di chuyển là quá xa, thì đã không thể dùng quân một cách gọi là ngay được để có thể công lên nhà của đối phương, mà cần phải di chuyển quãng đường từ góc 3 giờ lên góc 9 giờ trong trận này. Chính vì thế mà đội bạn cũng có thời gian để có thể ra được quân. 99/120 vẫn đang rất cố gắng. Một bên là Egypt. Egypt thì thậm chí rằng xét về khả năng đấu quân thì Egypt còn hơn cả AC. Chúng ta đang rất cố gắng đây. 10A bắt đều trong trận này. Hy vọng rằng bên đội bạn mỗi nhà 4A thì nó sẽ là bằng nhau. Có một 4 đang lọt vào. Một 4 đang có khá đông lạc đà trong trận này. Và tất nhiên rồi, bỏ qua nhau nhưng 4 một thời gian thì không có lý nào mà Tịnh Văn lại không có lạc đà để có thể thi đấu cả. Vâng, 1-0 dành cho thành viên của phía team Sài Gòn trong trận đấu thứ hai.